Lãi suất vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng MSB mới nhất năm 2020. Lựa chọn sản phẩm vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng MSB, bạn sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,99% năm, hạn mức cho vay lên đến 70 đến 80% trong thời gian tối đa 20 năm. 1. Tìm hiểu về vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng MSB ngân hàng msb maritam bank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại việt nam mang trong mình sức mạnh tập thể và tinh thần tiên phong của các cổ đông sáng lập msb không ngừng tạo lập nhiều cột mốc mang tính đột phá trong ngành tài chính ngân hàng hiện tại msb có quy mô khách hàng ngày càng lớn mạnh với đa dạng sản phẩm đem đến nhiều lợi ích vượt trội vay thế chấp sổ đỏ msb là sản phẩm vay vốn có tài sản sản đảm bảo do ngân hàng msb cung cấp tài sản đảm bảo của sản phẩm này chính là sổ đỏ khi vay vốn thế chấp tại ngân hàng MSB sẽ yêu cầu rất cao về việc chứng minh tài chính và chứng minh mục đích vay tiền của khách hàng. Tuy nhiên, bạn không cần phải quá lo lắng về điều này, nhân viên tín dụng của MSB sẽ tư vấn hỗ trợ bạn trong phạm vi cho phép và đẩy nhanh tiến độ làm hồ sơ. 2. Lãi suất vay thế chấp sổ đỏ MSB. Vay thế chấp tại MSB là sản phẩm giúp người dân giải quyết được vấn đề vay vốn, khắc phục tài chính tạm thời đặc biệt, với hình thức vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng MSB là một sản phẩm tín dụng dành cho đối tượng khách hàng cá nhân. Với hạn mức của gói vay lên đến 5 tỷ đồng, lãi suất cho vay trong năm 2020 chỉ từ 5,99% năm. Lãi suất vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng Maritime Bank hết sức ưu đãi cho khách hàng có nhu cầu vay. 3. Lợi ích khi vay thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng MSB. Hồ sơ đơn giản, cấp vốn nhanh chóng, thời hạn vay lên tới 25 năm thẩm định nguồn thu thực tế tại địa điểm kinh doanh của khách hàng. Không yêu cầu giấy tờ chứng minh tài chính phức tạp. Hạn mức cho vay lớn lên tới 5 tỷ đồng. Cấp hạn mức được phép rút vốn liên tục một năm không mất phí trả trước. Mục đích vay vốn đa dạng và tùy theo nhu cầu. Phương thức trả lãi, gốc tùy theo khả năng mà khách hàng lựa chọn. 4. Điều kiện và thủ tục vay thế chấp. Điều kiện. Có độ tuổi từ 20 đến 60 cư trú hoặc làm việc tại cùng tỉnh trên thành phố, với địa bàn chi nhánh trên đơn vị kinh doanh Mary Tham Bank, tiếp nhận hồ sơ vay vốn. Thu nhập tối thiểu từ 5 triệu đồng trên tháng, có tài sản thế chấp, sổ đỏ của khách hàng hoặc của người thân. Thủ tục: giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của ngân hàng Mary Tham Bank, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu trên giấy đăng ký tạm trú người vay, người bảo lãnh nếu có, giấy xác nhận độc thân trên giấy đăng ký kết hôn, giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập, khả năng trả nợ của khách hàng chứng từ chứng minh mục đích vay, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, hóa đơn, hồ sơ tài sản bảo đảm, sổ đỏ. Quy trình vay thế chấp sổ đỏ MSB. Để vay vốn thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng MSB khá đơn giản, bạn có thể tham khảo theo trình tự vay vốn dưới đây. Giai đoạn 1, ngân hàng sẽ tiếp nhận yêu cầu đăng ký của bạn. Giai đoạn 2, ngân hàng sẽ liên hệ lại cho bạn để nắm rõ, xác thực thông tin và xem xét đánh giá hồ sơ. Giai đoạn 3, nhân viên hẹn gặp mặt tư vấn, thu thập hồ sơ Giai đoạn 4, tiến hành giải ngân sau khi hồ sơ được duyệt. 5. Lưu ý khi vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng MSB. Nếu bạn lần đầu tiếp cận sản phẩm vay thế chấp nói chung và vay thế chấp sổ đỏ tại MSB nói riêng, bạn cần lưu ý. Hãy chắc chắn về mục đích, nhu cầu và phương án vay của mình. Hãy đảm bảo rằng những thông tin trong hồ sơ đã chuẩn bị là hoàn toàn chính xác. Hãy tìm cho mình chi nhánh, phòng giao dịch của MSB gần nơi mình sinh sống nhất để tiết kiệm thời gian đi lại hãy gọi điện cho ngân hàng để yêu cầu tư vấn trước khi tham gia vay vốn nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về hình thức vay thế chấp ở ngân hàng ở ngân hàng msb bạn có thể yêu cầu tư vấn miễn phí tại đây